Chào mừng các bạn đến với luyện thi A2 cùng Moonstar và Panda Scola. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với series luyện thi A2, một dự án được thực hiện bởi Moonstar và Panda Scola. Thông tin về kỳ thi đã được chúng mình đăng tải trên trang Facebook Moonstar Trung tâm Ngoại ngữ. Các bạn có thể tham khảo tại đây. Như đã hứa từ video lần trước thì tuần này mình sẽ chỉ cho các bạn cách đơn giản nhất để gọi điện thoại đặt lịch khám với bác sĩ Giang. Giờ thì chúng mình cùng bắt đầu thôi. Dobrý den, dentální ordinace. Jak vám mohu pomoci? Dobrý den, tady Hoàng Vũ Hải Ngân. Potřeboval bych se objednat na kontrolu k paní zubařce a také na dentální hygienu. A kdyby se vám to hodilo? Dopoledne anebo odpoledne? Raději dopoledne, kdyby to bylo možné. Děkuji. Na dentální hygienu vás můžu objednat v červenci. Hodil by se vám to ve středu 20. července v 10 hodin? Ano, to by bylo skvělé. Děkuji. A k paní zubařce na kontrolu to bude problém. Můžete v srpnu? V srpnu bohužel nemůžu. Budu ve Vietnamu na dovolené. Aha. A co na začátku září? To by šlo. Tak v pondělí 7. září v 9 hodin. Ano, moc děkuji a nashledanou. Nashledanou. Trước khi kết thúc video, chúng mình hãy cùng nhau điểm lại những từ vựng và mẫu câu cần thiết cho chủ đề lần này. Dentální ordinace. Dentální ordinace. Kontrola. Kontrola. Dentální hygiena. Dentální hygiena. Objednat. Objednat. Jak vám mohu pomoci? Jak vám mohu pomoci? Potřeboval bych se objednat na. Potřeboval bych se objednat na. Hodilo by se vám v? Hodilo by se vám v? Mình có bài tập nhỏ nhỏ dành cho các bạn đây. Kiểm tra xem có bao nhiêu bạn nhớ chính xác nội dung của đoạn hội thoại vừa rồi nào. Câu hỏi số 1. Na co se potřebuje pacientka objednat? Na co se potřebuje pacientka objednat? Pacientka se potřebuje objednat na. Pacientka se potřebuje objednat na. Câu hỏi số 2. Kdy půjde pacientka na dentální hygienu? Kdy půjde pacientka na dentální hygienu? Pacientka půjde na dentální hygienu v? Pacientka půjde na dentální hygienu v? Câu hỏi số 3. Kdy půjde pacientka na kontrolu k paní zubařce? Kdy půjde pacientka na kontrolu k paní zubařce? Pacientka půjde na kontrolu v? Pacientka půjde na kontrolu v? Câu hỏi số 4. Proč pacientka nemůže v srpnu? Proč pacientka nemůže v srpnu? Protože. Protože. Câu hỏi cuối cùng. Kolik hodin půjde pacientka na kontrolu? Kolik hodin půjde pacientka na kontrolu? Pacientka půjde na kontrolu v? Pacientka půjde na kontrolu v? Cảm ơn các bạn đã theo dõi từ giây phút này. Mong rằng series lần này sẽ được các bạn đón nhận và ủng hộ thật nhiều. Ngoài ra, Moonstar còn mở các lớp học giao tiếp online hoặc tại lớp hoàn toàn miễn phí vào các khung giờ từ 20 tới 21 giờ và từ 21 tới 22 giờ. Các bạn có thể đăng ký tham gia lớp học bằng cách like, chia sẻ video và bình luận Moonstar X Tamda xuống bên dưới để nhận ngay về cho mình một suất học phù hợp với khung giờ mình mong muốn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Nghe tới Sehesky. Ahoy!